chiều nay thì giống như là anh Vũ Quánh sẽ lấy cưa để anh cưa những cái phần mà đầu ghe và đuôi ghe gì ha, thì anh dùng gốc tràm khá là lớn luôn. Bên nhà đây thì chiếc anh trên chiếc xe đẩy cũng có gốc cây khá là lớn đâu gì để quyết định để làm cái mũi ghe và cái đuôi ghe đâu gì. Đây, thì gốc cây đã được để trên xe và kéo đây để sẵn trước theo gì ha. Thì sẽ dùng những cái gốc cây này để anh Vũ ảnh sẽ tạo ra thành cái mũi ghe và cái đuôi ghe hả quý vị ha. Như vậy thì Tiến cũng mời quý vị khán giả của chú cùng xem hết để những cái giai đoạn mà anh Vũ ảnh làm cái mũi và cái đầu ghe ha, rồi cái mũi ghe và cái đuôi ghe hả quý vị ha. Đây thì gốc tràm hả quý vị, khá là lớn luôn. Những giai đoạn tiếp theo thì giống như là anh sẽ dùng máy cưa tay hay gì vậy? Thì anh tạo ra thành cái mũi ghe.
Chàm á, chàm là cả trăm năm mà. Dạ. Khá là cứng luôn à, đỏ ao luôn quý vị. Một lắm. Thì sử dụng bằng chàm chàm gừng nhé quý vị ha. Cái này mình làm cái mũi hay là cái đuôi anh Vũ? Mũi. Mũi à? Dạ. Cái đầu của mình. Dạ. Dạ. Cái đầu cũng được. Cái đầu cũng được. Cái mũi cũng được. Dạ. Thì khúc này thì để làm cái đầu ghe hay gì ha. Thì quý vị, thì cái chàm khá là khủng quý vị. Khá là lớn luôn. Thì anh Vũ anh sẽ tạo, anh lấy cái cây cưa tay tạo ra thành cái đầu ghe ha. Còn cái khúc sau quý vị, còn đây còn khúc nữa. Khúc này thì không biết bằng cái gì ha, thì cũng để chắc để tạo để làm cái đuôi ghe hoặc là cũng sẽ mũi ghe luôn đó quý vị. Đây rồi, trở tới giai đoạn gọt thì tiếp theo quý vị ha. Oh.
Cái phần thì cái phần anh gọt hay cái mực hay gì ha, anh lấy cái mực sẵn ha. Oh.
cưa tới rồi cả nhà. Đen. Chút về mắc mưa nữa. Ah.
Rồi thì Tiến cũng thành thật cảm ơn quý vị khán giả của chú rất là nhiều luôn. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ xem kênh của Tiến nha. Thì Tiến cũng xin phép để kết thúc phần clip tại đây. Thì có tới giai đoạn ví dụ giống như là lên những cái mục cái ghe và những cái đuôi ghe đó gì thì Tiến sẽ lại cập nhật em đến cho quý vị cùng xem nha. Thì rồi Tiến sẽ quý vị một video sau. Tiến chúc quý vị khán giả của chú trong buổi chiều buổi tối của vị ăn của gia đình mình ha. Nhớ để lại Tiến xin một like và một đăng ký nha quý vị.